Chào toàn thể quý anh chị em nhá, lại là mình đây, Đức Hoàng BK thế giới BK Hà Nội. Hôm nay mình lại lên cho anh em một siêu phẩm mới nhá. À chính là em nói này. Sao này? Lại một em Pro đời 2015 nha mọi người. Mọi người cùng chiêm ngưỡng với mình nhá. Mới về luôn đấy mọi người ạ. Rồi, đây chính là em nói đây nha mọi người. Pro 2015 đây. Vẫn biểu tượng con hổ này mọi người ơi. Đấy, với một màu rất là chậm nha. Và đây, em Pro 2018 hôm trước mình đã cho mọi người xem nhá, 5008 này. Đó, đây là hôm trước mình đã review cho mọi người xem rồi. Và đây là em là 3008 nha mọi người. Đó, đời 2015. Đời 2015 nha, với một màu nâu trầm rất là đẹp nha mọi người. Vẫn còn bóng mới luôn này. Nhìn xe như mới luôn nha mọi người ơi. Đây là ngoại thất của em nó nha, mình quay xa xa cho mọi người cùng chiêm ngưỡng này. Đấy, đời 2015 số tự động nha mọi người. Udo của nó là 13,1 vạn nha mọi người. 13,1 vạn, tức là 131.000 km rồi nha mọi người. Nhưng mà còn rất là mới mọi người ạ. Đấy, như mọi người thấy này còn rất là mới luôn. Rất là mới luôn nha mọi người. Đó. Đây, để tí nữa mình sẽ cho mọi người xem nội thất của em nó nha. Nội thất của em nó thì thôi rồi cũng hết nước chấm luôn và không cần gần như không phải chê luôn nha mọi người. Đấy, mình sẽ quay qua một lượt nữa cho mọi người cùng xem nhá. Đấy, vẫn còn bóng nhẫy này mọi người ơi. Mặc dù là đi Udo km khá là cao nhưng mà em đấy vẫn còn rất là mới nha mọi người. Này, 3008 mọi người. Đó, Pro này, biểu tượng này, nhìn bóng mượt luôn nhá. Còn rất là mới luôn mọi người ạ. Và đây mình sẽ cho mọi người xem qua nội thất của em nó ơi. Đấy, xem nội thất thì cần gì mọi người. Nói chung là mở chứ còn gì nữa, vào xem thôi. Đó, đây nha mọi người. Ghế vẫn còn rất là căng này. 2015 mà ghế còn rất là căng nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Thì mình quay kỹ hơn cho mọi người cùng xem nhé. Vô lăng với biểu tượng này thì thôi, quá đẹp luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Máy này còn như mới nha. Vẫn còn rất là mới này. Đấy. Đấy, mọi người có thể nhìn tổng thể một lượt này. Quá đẹp luôn mọi người. Hàng ghế sau nhá, hàng ghế sau đây. Rộng rãi thoải mái ấy. Rộng rãi thoải mái ạ. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, lại có một em siêu phẩm như này nữa thì không mua hơi phí mọi người ạ. Giá chào bên em của em nói nha, giá chào đang là 538 triệu thôi mọi người. 538 triệu. Giá quá mượt cho anh chị em nào mà đang muốn một chiếc màu trầm mà lại siêu xịn này. 530 triệu và 538 triệu và giá cả hoàn toàn có thể thương lượng được mọi người nhá. Giá cả hoàn toàn có thể thương lượng được này. Đấy. Và lộc lá Tết cuối năm cho anh em nào cần nhá. Đó, nhanh nhanh tay hốt em nó về thôi, còn chờ đợi gì nữa mọi người. Nếu mà mọi người quan tâm đến em nó thì để lại một lượt yêu thích cho em nó. Có được không ạ? Rồi mình xin rất chân thành cảm ơn mọi người và nếu mà mọi người có quan tâm và muốn rước em nó về thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và có thể đến thẳng địa chỉ để được chạy thử em nó nhé, chiêm ngưỡng và biết thêm chi tiết hơn về em nó để có thể là lấy em nó về với đội của mình nha. Tất cả thông tin liên hệ mình sẽ để ở cuối clip nha mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người ạ.